là cô gái hay mộng mơ. Người đã khiến tôi thẫn thờ. Cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Yêu em từ lâu em biết chăng. Trôi qua mục 15.1.2 tạo vật liệu mới cho project. Có 3 cách để tạo một cái vật liệu mới. Cách thứ nhất á, là từ một vật liệu có sẵn với phần mềm. Các bạn xem cái loại mình tạo thì các bạn tìm cái loại nào gần giống với nó. Sau đó các bạn duplicate nó lên. Rồi các bạn vào top appearance, các bạn duplicate asset để các bạn hiệu chỉnh cho nó không ảnh hưởng tới cái vật liệu cũ. Cái cách này có nhược điểm á, là những cái vật liệu có sẵn ở đây nè, nó không có đủ như cái vật liệu trong thực tế. Nhưng á, nó phù hợp với những người mới sử dụng Revit. Thì chúng ta mới bắt đầu sử dụng Revit, cách này là cách nhanh nhất để các bạn làm. Cách 2 đó là các bạn gọi công cụ Create New Material. Sau đó các bạn đi Replace This Asset. Các bạn vào hộp thoại Asset Browser. Các bạn lấy Asset về. Sau đó các bạn hiệu chỉnh cho nó giống như ý mình muốn. Thì khi các bạn sử dụng phần mềm Revit thành thạo đó thì các bạn nên xài cách này. Thì trong trường hợp cần tạo thêm một cái vật liệu khác giống với vật liệu đã tạo thì các bạn quay trở lại sử dụng cách 1, các bạn duplicate nó lên và các bạn sửa nó. Cách thứ 3 đó là các bạn tích lũy cái vật liệu đã tạo trước đó bằng cách 1, cách 2 như thế nào đó, các bạn chỉnh nó xong. Sau đó các bạn tích lũy nó vào cái thư viện riêng của các bạn. Và cái thư viện này các bạn nên tạo lập cái cấu trúc của nó có hệ thống một cách khoa học để sau này các bạn tiện sử dụng. Thì cái cách này áp dụng cho những bạn sử dụng cái phần mềm Revit chuyên nghiệp. Bây giờ tôi gọi công cụ Create New Material. Nó xuất hiện cái vật liệu là Default New Material. Tôi rename nó và tôi đặt tên nó là V Khảo sát vật liệu 1. Sau đó tôi vào Top Appearance. Tôi chọn Replace This Asset. Tôi vào Appearance Library. Thì tôi nhắc lại, cái Appearance Library và cái Autodesk Physical Asset đó là hai cái thư mục này nó chứa vật liệu hoàn toàn giống nhau. Nhưng Appearance Library á, thì nó tạo nhiều cái vật liệu phong phú hơn cho chúng ta. Cho nên khi sử dụng làm project các bạn chỉ cần sử dụng cái Appearance Library cũng được rồi. Bây giờ các bạn vào thư mục Stone. Trong Stone các bạn vào thư mục Marble là đá cẩm thạch. Các bạn lấy cái vật liệu Cold Polished White này, các bạn click mũi tên đem nó về, các bạn tắt nó đi. Việc đầu tiên khi các bạn tạo một cái vật liệu mới thì các bạn vào tab Identity cho một class. Class là phân loại cái vật liệu. Tại sao chúng ta phải phân loại vật liệu? Để sau này khi các bạn tìm kiếm nó, chỗ một filter ở đây, các bạn có thể sort cái vật liệu mà các bạn cần tìm cho nó nhanh. Thì trong class này tôi mở mũi tên ra, nó là đá cho nên tôi đưa nó vào class là Stone. Bây giờ trong tab Prefix, Panel Shading. Panel Shading là hiệu chỉnh cái hiển thị của vật liệu ở chế độ Shade. Thì ở đây có dòng là U-Render Appearance. Nếu các bạn check vào U-Render Appearance thì vật liệu nó sẽ lấy cái màu trong tab Appearance là cái màu này nè, khi render để nó làm cái màu trong chế độ Shade. Nhưng lưu ý chỗ này là nếu cái màu này mà các bạn tin nó, các bạn nhuộm màu nó thì cái graphic nó chỉ thể hiện cái màu này thôi chứ nó không thể hiện cái màu của các bạn tin. Khi các bạn bỏ check U-Render Appearance thì cái mục Color đây các bạn mới sử dụng được. Các bạn click vào cái Color, nó hiện ra cái hộp thoại màu để các bạn chọn cái màu mà mình mong muốn. Ở mục Transparency là độ trong suốt của vật liệu. Nếu các bạn muốn vật liệu trong chế độ Shade nó trong suốt thì các bạn kéo cái thanh trượt này lên. Và càng lên cao thì vật liệu nó càng trong suốt, lên tới 100% thì nó trong suốt như là gương. Ở đây các bạn có thể nhập cái số trực tiếp bên đây cũng được. Giả sử tôi nhập 50, tôi click ra ngoài thì lập tức bên slider này nó trả là đúng 50%. Cái panel tiếp theo là Surface Pattern. Đây là cái mẫu hát ở trên bề mặt của vật liệu. Từ phiên bản Revit 2019 á thì nó cho chúng ta có hai lớp hát là foreground và background để chúng ta trộn hai cái mẫu hát lại với nhau. Thì cái này các bạn đã quen thuộc rồi. Cái panel bên dưới nó là Cut Pattern. Đây là mẫu hát của vật liệu ở trong cái mặt cắt hoặc trong cái mặt bằng nếu vật liệu đó nó bị cắt ngang. Chẳng hạn như cái tường các bạn cao lên, ở trong mặt bằng các bạn cắt ngang 1m2 thì cái Cut Pattern này nó điều khiển những đường hát của cái tường. Bây giờ tôi qua mục 15.1.3, hiệu chỉnh Top Appearance. Tôi click qua Top Appearance. Thì Top Appearance bao gồm, nó có bao gồm 8 cái mục lần. Thì tùy mỗi loại asset mà nó có xuất hiện những cái mục theo cái tính chất vật lý của cái loại vật liệu đó. Mục Information là chứa thông tin của cái vật liệu, của cái asset này. Còn cái khu vực này thì nó là cái hình nền của vật liệu. Ở bên dưới nó có 6 cái mục, đó là các cái hiện tượng quang học thường gặp trong vật liệu xây dựng. Ở bước 1, các bạn thấy cái hình review ở đây. Thì khi các bạn để con chọn ngay vị trí này, các bạn có thể kéo ra để cái hình review nó lớn lên cho các bạn dễ nhìn. Kế bên nó có một cái hộp, các bạn click vào nó. Đầu tiên là xem,
Đây là ngữ cảnh khi các bạn gắn cái vật liệu vào. Giả sử các bạn tạo vật liệu cho sàn thì các bạn chọn là kif, là một cái hình khối lập phương để dễ nhìn. Các bạn cũng có những cái lựa chọn khác, chẳng hạn như là sphere là nó biến thành một cái khối cầu, chẳng hạn như cylinder là nó thành một cái khối hình trụ thế này. Và tường thì nó có một cái phông nền riêng, nó là wall, để các bạn kiểm tra cái tường nó như thế này. Một bên dưới nó là render setting. Render setting là chất lượng của cái render, cái hình review này, chứ không phải là render khi các bạn render cái project của mình. Nếu các bạn để chế độ wrap quality á thì nó render nhanh hơn nhưng nó không chính xác lắm. Còn các bạn để production quality á thì nó render chính xác với cái hình khi các bạn render bên ngoài. Tuy nhiên ở chế độ này rất là nặng, cho nên bình thường khi các bạn làm việc các bạn để ở chế độ Wrap Quality. Khi nào các bạn cần kiểm tra thực tế thì các bạn hãy chuyển sang Production Quality. Phần ở giữa nó có cái mục gọi là Environment, là cái môi trường của cái vật liệu. Bây giờ tôi qua bước 2, thì cái vật liệu Stone này nó không đủ các hiện tượng quang học, cho nên bây giờ tôi đi Create New Material lần nữa và tôi rename nó. Tôi đặt tên nó là V khảo sát vật liệu 2. Tôi đang ở bước 2. Bây giờ tôi qua Top Appearance. Đầu tiên chúng ta nghiên cứu cái mục Generic. Generic nó là cái khu vực để tạo cái hình nền cho vật liệu. Sau khi có hình nền rồi thì 6 cái hiện tượng quang học này sẽ giúp cho vật liệu nó giống thực tế hơn. Thì hình nền của một vật liệu nó có thể là một màu được quy định bởi cái color, hoặc nhiều màu thì nó quy định bởi cái image ở đây. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái color trước. Các bạn click vào một color. Ở bước 2 xuất hiện hộp thoại color. Trong hộp thoại này các bạn nhìn cái khu vực basic color. Ở đây phần mềm nó tích hợp sẵn các cái màu cơ bản cho chúng ta sử dụng. Những màu này chúng ta không thay đổi được và chúng ta chỉ cần click vào nó để lấy về sử dụng thôi. Khi các bạn click vào màu ở đây thì khu vực bên dưới các bạn thấy một origin là màu cũ và new là cái màu mới chọn. Giả sử tôi click vào màu khác, cái new nó thay đổi đây. Cái khu vực view range ở đây là khu vực phạm vi màu. Các bạn có thể click con chuột vào vị trí những cái dải màu mà các bạn muốn. Cái cột dựng đứng này là dùng để tăng cái độ đậm nhạt của cái màu. Nó giống như việc các bạn pha thêm màu trắng thì các bạn kéo lên, hoặc các bạn pha thêm màu đen thì các bạn kéo xuống bên dưới để nó tăng sắc độ cho cái màu. Ở bước 3, ở đây có cái khu vực các bạn đánh cái mã số của màu vào. Hai khu vực này nó sẽ giống nhau, chỉ khác nhau về hệ thôi. Bên đây là hệ RGB, còn bên đây là cái hệ màu HSL. Khi các bạn biết một cái mã số của màu thì các bạn có thể đánh trực tiếp vào các thông số RGB ở đây, thì lập tức phần mềm nó sẽ nhảy đúng vào cái vị trí cái màu của cái mã số đó. Khi các bạn click vào cái màu ở trong cái hộp thoại, ở trong cái khu vực chọn màu bên trên, thì ở đây các mã số nó cũng thay đổi. Khu vực này là cái màu cũ và cái màu mới, cái màu nguyên gốc ban đầu và cái màu mới các bạn mới đổi, để các bạn có thể so sánh cái màu khi các bạn chọn. Ở bước 4, khu vực Custom Color. Đây là các khu vực cắt màu theo thói quen sử dụng của các bạn. Ở dòng bên trên thì mặc định phần mềm nó tích hợp một số cái màu cơ bản trong cái basic color vào dòng bên trên này, cho nên các bạn đừng có thay đổi cái màu ở dòng bên trên này, chúng ta sử dụng dòng bên dưới thôi. Chẳng hạn như ở đây là màu red, các bạn click vào cái màu nó xuất hiện cái tên ở đây. Đây là yellow, đây là green, đây là cyan chẳng hạn. Bây giờ cái dòng bên dưới này, khi chúng ta chọn màu, giả sử chúng ta chọn được màu chúng ta yêu thích rồi, lần sau chúng ta muốn lấy cái màu đó nữa, thì đầu tiên các bạn click vào một cái ô dòng bên dưới này. Ô trên chúng ta cũng sử dụng được, cũng theo cách này được. Tuy nhiên các bạn giữ cái màu basic color lại để mình chọn cho nó dễ. Sau khi click vào vòng bên dưới này, các bạn chọn một cái màu trong bảng màu. Giả sử tôi chọn cái màu này, các bạn thấy cái màu new nó là màu xanh này, nhạt hơn màu xanh ở đây. Sau đó có nút S, các bạn click vào nó thì lập tức cái ô này nó lưu lại cái màu theo cái màu mà các bạn chọn. Lần sau khi các bạn click chọn màu lại, giả sử các bạn đổi màu khác, sau khi đổi màu nhiều lần các bạn muốn lấy trở lại cái màu hồi nãy á, thì các bạn chỉ cần click vào cái ô Custom Color này, các bạn OK là nó lấy lại cái màu hồi nãy các bạn lưu. Ở đây còn có cái hệ màu Painted, các bạn click vào nó. Đây là hệ màu sử dụng cho máy in, tôi tắt nó đi. Vậy thì cái khu vực Generic này là khu vực hình nền. Nếu các bạn chỉ cần một màu thì các bạn chọn cái một color, và các bạn cần nhiều màu thì các bạn điều khiển trong image ở đây. Và nhớ một trong hai mục này có giá trị thôi, khi các bạn điều khiển image thì color nó không còn tác dụng nữa. Chỗ cái dòng image các bạn mở mũi tên ra, nó có cái option cho các bạn chọn image là các bạn đem một cái ảnh các bạn chụp bên ngoài vào, hoặc ở đây có những cái bitmap đơn giản ở phần mềm đó tích hợp sẵn, chẳng hạn như là checker là cái hình ô đen trắng như bàn cờ vua đây.
Nếu muốn lấy một cái hình khác thì các bạn click vào image và các bạn đi tìm cái hình các bạn gắn về. Một cái kinh nghiệm khi làm việc, phần mềm nó đã tích hợp rất là nhiều hình cho mình rồi và nó lưu trong cái thư mục match. Khi các bạn mở cái image này nó không nhảy đúng cái thư mục match thì các bạn click vào một cái vật liệu nào mà nó đã tích hợp cái image trong match rồi. Các bạn click vào tên nó nhảy vào hộp thoại match. Các bạn tắt nó đi. Sau đó các bạn trở lại cái vật liệu của mình. Các bạn mở một image thì nó nhảy ngay đúng cái thư mục match cho các bạn. Thông số image face ở đây các bạn thấy nó đang là 100%. Nếu các bạn kéo cái image face giảm lại thì nó sẽ làm phai màu cái image mà các bạn gắn vào và cái màu của color dần dần nổi lên. Các bạn thấy cái màu color nổi lên và cái màu của cái checker này nó bị thay đổi đi. Tôi qua bước 6. Bên dưới nó là hai thông số glossiness và highlight. Hai cái thông số này nó chỉ hoạt động nếu các bạn check vào reflectivity thì hai thông số này các bạn mới điều khiển được. Glossiness là độ bóng trên bề mặt của vật liệu. Các bạn càng kéo nó lên cao thì vật liệu nó càng bóng. Còn mục highlight thì nó có hai giá trị. Một là non-metallic là không phải là kim loại và metallic là vật liệu kim loại. Tôi qua mục reflectivity. Mục này nó quy định hệ số phản xạ của vật liệu. Ở đây nó có hai thông số direct và oblique. Direct á, là quy định cái thông số, cái lượng ánh sáng bị phản xạ khi ánh sáng chiếu trực tiếp vào cái vật liệu, chiếu trực tiếp vào bề mặt của cái vật thể. Thì khi các bạn kéo nó lên thì vật liệu nó phản xạ càng nhiều. Thông số bên dưới là oblique. Đây là thông số quy định xác định cái lượng ánh sáng bị phản xạ khi ánh sáng chiếu song song với cái bề mặt vật thể. Chẳng hạn như tôi có một cái bức tường và tôi đặt một cái đèn song song với cái tường thì ánh sáng nó không chiếu thẳng vào tường mà nó chiếu sượt qua cái tường. Thì thông số oblique này nó xác định cái lượng ánh sáng phản xạ khi bị chiếu theo phương song song với bề mặt của vật thể. Mục tiếp theo là transparency. Transparency là hiện tượng quang học của việc ánh sáng đi xuyên qua cái vật liệu. Chỗ cái thông số amount này là quyết định sự trong suốt của vật liệu. Khi các bạn kéo nó lên cao thì vật liệu nó càng trong suốt và các bạn kéo nó xuống thấp thì vật liệu nó càng ít bị ánh sáng xuyên qua. Chỗ một image ở đây là các bạn gắn một cái hình ảnh lờ mờ vào bên trong của cái vật liệu này. Chỗ một image face nó giống như cái image face ở bên trên là nó làm phai màu của cái image và nổi cái màu của vật liệu, của cái color lên. Thông số transluency là quy định cái tính trong mờ của vật liệu. Thông số refraction là quy định sự khúc xạ ánh sáng. Thì trong đây nó tích hợp sẵn các cái loại vật liệu mà có cái hiện tượng khúc xạ ánh sáng, chẳng hạn như không khí, nước, rượu, kính, kim cương, vân vân. Tôi đóng những cái mục này lại, tôi bỏ check nó đi. Mục tiếp theo là cut out. Khi các bạn check vào cut out thì các bạn có thể áp một cái bitmap đang trắng lên bề mặt vật liệu. Sau khi render á thì phần màu trắng nó sẽ tồn tại lại theo vật liệu, còn cái phần màu đen nó sẽ biến mất. Thì cái cut out này các bạn có thể gắn vào nó là một cái checker chẳng hạn. Thì các bạn thấy cái hình khi chúng ta render ở đây trong cái review nè, phần màu đen nó sẽ biến mất, chỉ còn lại phần màu trắng thôi. Vậy thì cái mục này để làm cái gì? Khi các bạn tạo những cái đối tượng mà nó phức tạp, chẳng hạn như hàng rào lưới B40 hay là cái tường hoa văn gì đó, các bạn dựng hình không nổi thì các bạn có thể sử dụng cái cách này để các bạn chụp hình cái bitmap gắn vào. Khi render ra nó giống như thực tế. Tôi bỏ cái cut out đi. Mục Self Illumination, các bạn click vào nó. Đây là cái thông số, cái hiệu ứng vật liệu tự phát sáng. Chẳng hạn như các bạn vẽ một cái bóng đèn, các bạn muốn cái bóng đèn nó tự phát sáng lên thì các bạn check vào cái thông số Self Illumination này. Chỗ mục Filter Color là màu của ánh sáng. Chỗ mục Luminance là cường độ ánh sáng cho vật liệu phát ra. Các bạn mở mũi tên ra, các bạn thấy nó tích hợp sẵn một số loại ánh sáng, chẳng hạn như cái đèn LED, chẳng hạn như cell phone screen. Chỗ mục Color Temperature là nhiệt độ của ánh sáng. Các bạn mở mũi tên ra, có một số loại nó tạo sẵn cho các bạn, chẳng hạn như candle là đèn cầy, TV screen là màn hình TV. Tôi tắt nó đi. Mục tiếp theo là Bum. Bum là một cái kỹ thuật để làm cho một bề mặt của vật liệu sau khi render nó cảm giác gồ ghề lồi lõm hơn. Thì cái ứng dụng nó chúng ta đã thử rồi ở chương group là chúng ta tạo cái mái ngói hoặc là các cái son gạch của các bạn. Ở đây nếu các bạn gắn một cái bum trùng với cái bitmap mà các bạn gắn cho vật liệu thì nó cũng có hiệu ứng bum giống như là các bạn gắn cái file bum mà phần mềm nó tạo cho mình. Tôi tắt nó đi. Một cuối cùng là tin. Tôi check vào tin. Tin thì chúng ta cũng đụng rồi trong chương máy. Tin á thì các bạn hiểu nôm na là chúng ta nhuộm màu cho cái bitmap bên trên này. Giả sử tôi đổi cái tin thành màu đỏ
Ok. Thì các bạn thấy cái bitmap của chúng ta nó chuyển dần sang màu đỏ. Nó là cái kỹ thuật nhuộm màu.